Xin chào toàn thể quý khách hàng trên khắp ba miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2021, Minh Thiên sẽ làm video để giới thiệu khuôn rầm ạ. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu 4 mẫu đấu rầm đến cho quý vị và các bạn cùng biết nhé. Mẫu này thì bên em vẫn thường gọi là con bọ to nhé. Giờ em sẽ đo kích thước để cho các bạn, cho quý khách cùng biết ạ. Đây nhé. Đây, khi gấp gấp là các bác sẽ để như thế này ạ. Đây. Đấy, tưởng là mình sẽ lắp như thế này nhá. Cái này em đo thước để các bác cùng nhìn thấy luôn ạ. Cộng nó là chiều là 34. Còn cái độ sâu mà nó là 21. Đo kích thước từng mẫu cho các bác xem đã. Tiếp theo. Mẫu tiếp theo là mẫu con bọ này em thường gọi là con bọ nhỡ nhá. Đây ạ. Kích thước của nó đây ạ. Rộng là 16 các bác. 14 ạ. Còn chiều dài của nó là 16 27 ạ. 16 27 nhé. Tiếp theo một mẫu nữa là mẫu em hay gọi là con bọ chân chó đấy ạ. Đây ạ. Thì cũng như rộng là 27, à rộng là 17 các bác nhé. Rộng 17 và chiều cao của nó là 27 nhé. Chiều sâu ăn vào tường là 10 phân ạ. Và một mẫu đấu rầm nữa là đấu rầm trơn nhé. Đây ạ. Đây. Nó có từng cấp một này. Cấp thứ nhất là rộng 18 nhé. Một cấp giữa là rộng 13. Còn một cấp trên thì rộng 17 ạ. Và chiều dài của nó là 38 các bác nhé. Chiều sâu ăn vào tường là 26 ạ. Đây, mẫu này thì trơn nhé. Bây giờ máy quay giúp em là cho vào gần cho các bác nhìn rõ hoa văn của từng mẫu ạ. Đây ạ, mẫu này là trơn, đường trơn rất là đẹp luôn ạ. Này, quay bên ngoài cho các bác nhìn cho dễ. Nó giật từng cấp một nhá. Đây, em đo các cấp cho các bác xem này. Riêng mẫu này là nó giật cấp là này, em đo từng các cấp cho các bác xem này. Đây ạ, cấp này là rộng 18 này. Đây. Các cấp bậc cho ngắn thước lại nhá. Đây. Từng các độ dày của các cấp này, cấp 1 là 4 phân ạ. Cấp thứ hai là cũng là 4 phân. Cấp thứ ba lên cái đường cong này nó có một cái đường vát nhá. Đấy, ra khi mà mình đổ ra là nó có một đường hơi vát vát lên như này ạ. Em đo lên luôn cả hết cả cái vát luôn nhá. Là 16 phân nhá. Đấy ạ. Đấy, nó vát lên rất luôn ạ. Mẫu này chưa là cái mẫu này nhá. Đây, hoa văn của nó đây nhá. Hoa văn rất là đẹp đây. Đường nét hoa văn rất là sắc sảo nhé. Khuôn nhựa của bên em là nhựa ABS nhé. Rất là sắc nét và đẹp nhé. Đây ạ. Mẫu này thì nó cũng nó có cái phần là mũi nó nhô ra. Đây ạ. Hai bên rìa rìa đẹp luôn ạ. Đấy ạ. Thế nhé. Đấy ạ. Rất là đẹp. Các tai. À, em sẽ báo giá cho quý vị và các bạn biết là cái mẫu này thì bên em đang có giá là 450.000 đồng một khuôn nhé. Giá tại xưởng các bác nhé. Còn mẫu này đang có giá là 400.000 một khuôn ạ. Mẫu này bên em đang bán giá là 300.000 một khuôn ạ. Còn mẫu này là em cũng có giá là 450 ạ. Hai cái mẫu to này là sẽ bằng nhau ạ. Vì vậy là quý khách mà có nhu cầu về các mẫu đấu rầm nào thì có thể liên hệ với bên công ty ạ.
Bên công ty em vẫn có hai số điện thoại liên hệ, là số thứ nhất là 0333 001190 và số thứ hai là 0981 441 808. Quý khách có thể đăng ký kênh của Minh Thiên và cũng có thể truy cập vào trang web của Minh Thiên để với đường link ở bên dưới để có thể là theo dõi các mẫu hàng hóa sản phẩm của bên Minh Thiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.